Cô ta có trái dưa hấu thật to. Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì với nó? Và hãy xem cô ta biểu diễn đây. Thật không thể tin vào mắt mình được. Dùng dao cắt dưa hấu làm đôi. Cạo hết phần ruột vào tô, giữ lại vỏ nhé. Gắn vào một trái dưa đã cắt bỏ vỏ. Con gái gì mà nghiện chơi game quá. Ai gọi đúng lúc ghê. Mà nhìn trái cam hấp dẫn quá. Và cô ta có sáng kiến mới để uống nước cam. Tiện lợi quá nhỉ. Bạn cô thì phải bực bội với cô còn chưa chịu cắt cam. Thời buổi dịch bệnh nên bớt ăn uống ngoài đường đi nha. Rất là đáng sợ. Và cô này cũng đã gọi món rồi. Và hai cô gái này rất cẩn thận khi ăn uống. Ôi, ý tưởng hay quá bạn ơi. Chúng ta cần có những sáng tạo như thế này. Bạn dùng bút chì vẽ đường cắt ngay miệng lên khẩu trang. Như thế này là dùng được rồi. Có người yêu thích thật. Được chăm lo từng miếng ăn. Người yêu của ta thật là khéo tay quá. Cắt trái dưa leo thành từng lát mỏng. Sau đó cuộn tròn lại như hướng dẫn nha. Thức ăn có rồi đây em yêu. Rất là thơm ngon. Nhưng em không có phần đâu. Thật ra thì cô ta cũng rất khéo tay đấy. Giờ thì anh hãy nhìn cô này ăn một mình. Thật là quá ngon khi ăn một mình. Cho chừa cái tội ích kỷ nha. Bạn cho muối, men và nước vào bột mì và trộn đều. Giờ nặn bột ra đĩa và cho màu thực phẩm lên. Nặn các cục bột với nhau thành bánh burger. Mang đi nướng 10 phút. Là một cái hamburger thật ngon nào. Anh ta cắn sẵn hạt hướng dương ra làm gì thế? Trông mất thời gian quá nhỉ. Mà ăn thì nhanh lắm. Cùng xem cô tách vỏ hạt cực nhanh nhé. Cô ta làm cách gì mà nhanh vậy? Ngâm hạt hướng dương trong nước nóng khoảng 15 phút. Cho hạt vào máy xay thôi. Xay ở chế độ chậm cho vỏ hạt tách ra.
sau đó đổ ra nước 5 phút. Dùng khay lọc vớt vỏ ra nhé. Cô gái đang chật vật đánh vảy cá. Thôi, để bạn cô giúp nha. Xem bạn cô đảm đang chưa kìa. Cuối cùng món ăn đã hoàn thành rồi. Xem cô gái đánh vảy cá bằng cách nào nhé. Bạn cắt đôi củ cà rốt ra theo đường chéo. Dùng nó cạo vảy cá ra. Wow, đĩa thức ăn đẹp mắt quá. Thức ăn ngon cho thêm phần lãng mạn. Chuẩn bị cắt vài trái ớt chuông, cắt bỏ cuống và lõi. Cho cà chua sắc nhỏ, hành lá, tiêu, trứng vào đĩa và trộn đều. Cho hỗn hợp vào, cho vào ớt chuông. Đem nướng trong lò nhé. Dùng dao sắc cho ra đĩa và có thể ăn rồi. Cô gái đang ăn thì phát hiện dây giày bị rơi ra. Và bạn trai cô vô ý ngồi lên bịch bánh rồi. Thế giờ lấy gì mà cô ăn đây? Bạn trai cô khéo tay thật đó. Rất là ngon và đẹp mắt nữa. Bạn chuẩn bị cà chua băm nhỏ, phô mai mozzarella, hành lá cắt nhỏ và trứng. Cắt bịch khoai tây chiên ra và cho tất cả vào. Trộn đều chúng lại với nhau. Hãy đem nướng trong lò nhé. Giờ cắt thử ra xem, rất là ngon. Ôi, hũ sô-cô-la thật là ngon. Ai mà đến đúng lúc ăn thế? Và bạn cô cũng thích ăn, đâu phải riêng cô. Khi cô ta trở lại thì sô-cô-la đã gần hết. Ồ, cô ta chế biến món mới gì đây? Thật là ngon mà. Bạn cho kem vani vào hũ sô-cô-la là có thể ăn rồi. Sở thích của anh ta là ăn chuối. Nhìn anh ta ăn thật ngon lành. Chắc anh ta có sáng kiến mới từ chuối đâu. Và trái chuối sẽ thay lời anh ta muốn nói. Thật khủng khẩn. Bạn dùng dao mổ khắc chữ lên trái chuối. Cô gái đang chuẩn bị làm nước cam. Nhưng cô ta không tìm thấy máy ép cam. Có lẽ bạn cô có cách đấy. Chờ xem có hiệu quả không nhé.
rất ổn đúng không nào? Bạn cắt đôi trái cam ra, dùng bát và ly giống như máy ép vậy. Họ đang ăn gì đấy? Anh chàng này thì ngắn ăn kẹo dẻo lắm rồi. Nhưng bánh này thì sao? Ngon quá, mà không phải nhai nhiều như kẹo dẻo. Bạn tách lớp kem của bánh quy ra. Cho kẹo dẻo vào và làm tan chảy. Tiếp theo cho phần nhân ấy vào miếng bánh quy.